Trao đổi vừa rồi với bác sĩ Phan Thị Mai Yến thì chúng ta có thể hiểu thêm về những mối liên hệ giữa bệnh huyết áp, bệnh đái tháo đường hay là lượng mỡ thừa trong cơ thể sẽ ảnh hưởng và gây nguy hại như thế nào đến hệ tim mạch. Và bác sĩ cũng đã chia sẻ với chúng ta về những cách chăm sóc sức khỏe hàng ngày thường xuyên như là chúng ta theo dõi chỉ số cơ thể để có những cái hướng xử lý phù hợp. Đây là một biện pháp khá đơn giản bởi vì hiện nay chúng ta có những thiết bị y tế nhỏ gọn hỗ trợ cho việc theo dõi sức khỏe tại nhà. Và khi sử dụng những thiết bị này, chúng ta cần lưu ý gì về mặt kỹ thuật? Mời quý vị sẽ tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện giữa Quang Minh và Thạc sĩ Tạ Minh Cường, chuyên viên của Omron, một trong những thương hiệu quen thuộc về mặt hàng thiết bị y tế. Rất là vui khi mà anh đã nhận lời mời tham gia vào chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào Quang Minh, xin kính chào quý khán giả chương trình Chào Ngày Mới. Như bác sĩ vừa mới chia sẻ thì các loại bệnh như là bệnh huyết áp, bệnh đái tháo đường nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến với hệ tim mạch của chúng ta. Và chúng ta cần phải thường xuyên là theo dõi và kiểm tra một cách kỹ càng hơn. Như vậy thì trên thị trường hiện nay thì có những cái loại máy như thế nào để giúp cho chúng ta có thể đo được những chỉ số ấy ạ? Thì hiện tại hãng Omron Nhật Bản đã có 4 cái nhóm sản phẩm. Đó là nhóm máy đo huyết áp, máy đo đường huyết và máy cân đo lượng mỡ cơ thể. Và cuối cùng là máy đo đếm bước đi. Thì bốn nhóm sản phẩm này là một cái công cụ để hỗ trợ cho việc mọi người theo dõi, tự theo dõi và phòng ngừa chăm sóc sức khỏe tại gia đình. Vâng thưa anh, máy đo huyết áp là một trong những loại máy cũng khá là phổ biến đúng không ạ? Như vậy thì còn với cái loại máy như là đo lượng mỡ thừa trong cơ thể và máy đếm bước chân đi bộ thì cái nguyên lý hoạt động của nó như thế nào ạ? Thì đúng là Quang Minh, thì máy đo huyết áp của Omron thì được đánh giá rất là cao trong thời gian qua và đã được Hội Tim Mạch Học Việt Nam khuyên dùng. Riêng đối với cái máy đếm bước đi và máy đo lượng mỡ cơ thể thì còn khá là xa lạ tại Việt Nam. Tuy nhiên thì rất là được quan tâm ở tại các cái thị trường phát triển như là Nhật Bản và Singapore. Thì đối với máy đo lượng mỡ cơ thể thì đây là một cái máy dùng để giúp mọi người theo dõi cái trọng lượng và lượng mỡ trong cơ thể của mình. Với cái máy họ sử dụng cái phương pháp là điện trở kháng sinh học. Thì với phương pháp này thì giúp cho việc đánh giá và những cung cấp những cái chỉ số như sau là chỉ số cân nặng, chỉ số về lượng mỡ trong cơ thể, chỉ số chuyển hóa, chỉ số khối cơ thể và tuổi cơ thể. Thì ngoài ra máy còn có chức năng là cho kết quả tỷ lệ mỡ dưới da hay là tỷ lệ cơ xương ở tay, chân, thân và toàn cơ thể của mình. Cái thứ hai nữa là máy đếm bước đi. Thì với máy đếm bước đi thì giúp cho việc theo dõi cái khoảng cách mình đi, cái số lượng bước đi hàng ngày của mình. Thì rất là đơn giản, mọi người có thể mang ở cổ, bỏ vào trong túi xách hay là mang ở thắt lưng khi mình đi bộ. Thì điều này nó rất là thích hợp để mình theo dõi cái mục tiêu là mỗi ngày mình có thể đi là 10.000 bước hay không. Thì theo Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo là mỗi ngày nên đi 10.000 bước để hạn chế các bệnh về tim mạch. Như vậy thì còn máy đo đường huyết hoạt động như thế nào ạ? Khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta cần nên lưu ý những vấn đề gì ạ? Thì Omron cũng đã có cái máy đo đường huyết tại gia đình. Thì đó giúp cho mọi người và mọi cá nhân có thể tự theo dõi và phát hiện sớm cái bệnh tiểu đường nếu có. Thì điều này sẽ giúp cho bác sĩ của mình cũng như là bản thân mình có cái phương pháp phòng ngừa và điều trị nó thích hợp. Thì máy đo đường huyết Omron thì sử dụng khá là đơn giản, chỉ cần 3 bước. Thì bước thứ nhất là chúng ta cắm que vào máy đo. Bước thứ hai thì chúng ta sẽ dùng cái que đó chúng ta chạm vào cái mẫu máu ở đầu ngón tay chúng ta ở khoảng cách là với độ nghiêng 90 độ. Và bước 3 là chúng ta sẽ xem cái kết quả đo. Cái ưu điểm của máy đo đường huyết Omron thì là không có cái que thử, không có mã hóa. Tức là chúng ta sẽ thuận lợi khi chúng ta đo, không cần phải nhập code khi đo. Rồi cái thứ hai nữa là lượng máu rất nhỏ. Chúng ta chỉ cần một lượng máu nhỏ và chúng ta máy có thể phát hiện được cho ra cái kết quả đo. Và thời gian đo thì rất là nhanh, chỉ có 5 giây mà thôi. Máy có thể đo cho cái kết quả là trước khi ăn hoặc là sau khi ăn, cái lượng đường huyết nó sẽ khác nhau. Một lần nữa thì Quang Minh xin cảm ơn anh đã đến đây và chia sẻ cùng với quý vị khán giả của chương trình Chào Ngày Mới ạ. Xin chào Quang Minh, xin chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, như vậy